Tiếng ơi, tiếng chào quý vị cô chú nha. Hiện tôi đang có mặt tại nhà của anh mà vụ tai nạn mà bị cán bị gãy hai chân. Hiện tại tiếng đang có mặt tại gia đình để chia sẻ một chút hoàn cảnh khó khăn của gia đình đến cô dì chú bác cùng được biết nha. Hiện tại thì cũng thi thể cũng mới đưa về tới Pháp Thì. Tiếng cũng mới qua tới à. Anh hiểu gì? Rồi tiếng sẽ vào bên trong để tiếng chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn của anh bên trong để cho cô dì chú bác cùng biết nha. Thấy hơi cần gì đó. Con có điện thoại không? Dạ anh tên là gì? Nguyễn Hoàng Sơn à. Ở đây là ấp nào vậy? Ấp Khánh Hòa, ấp Kinh Giang. Ấp Kinh Giang hả? Anh Nguyễn Hoàng Sơn anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 37. 37 à? 37. Dạ. Dạ, đừng hỏi về hiện tại đi. Để tiếng vào bên trong để tiếng quay xíu nghe quý vị. Bây giờ mấy con đi nào lớn? Anh hai chú là ai đi em ơi anh? Đúng đi, đúng đi. Đúng nhang đi, đúng nhang em ơi. Giờ rồi này kia. Em cái phần số của em gì sao nó vắng loạn gì vậy đó? Này cũng không được quay cận cảnh lắm, quay sơ thôi. Thì anh là hàng xóm hay sao? Hàng xóm. Dạ. Anh bị tai nạn ở chỗ nào vậy? Anh Bình Dương chứ. Bình Dương hả? Bị xe gì cán vậy anh? Xe ben gì? Xe ben hả? Dạ. À, gãy hai chân luôn hả anh? Dạ. Cắt bỏ luôn. Dạ dạ. Cũng rất là xót thương nghe quý vị. Đây phía dưới chúng ta là những cái hình ảnh mà xác của anh đã đưa được về tới quê nha. Nha cô dì chú bác ơi. Hàng xóm cũng đến chia buồn cũng rất là đông. À, anh có gia đình gì chưa chị? Chưa có gia đình luôn hả? Thì là anh là con út hả? Út gia đình. Dạ. Ở với bạn của anh hả? Dạ. Nó chặt cây néo đi gửi nó giặt thêm. Dạ. Làm gì đâu rồi? Đứa nào ở không chạy không ngoài ngoài ấy mua cộng cho dân cộng cộng gì nè, nhỏ chứ đủ chút gì đó. Đâu. Mua nhiêu kêu đặt tiền mua. Bự cỡ cây nhang đi. Dạ. Mai sẽ có cái đầu mở trên tóc trăng xuống quay. Bởi vì em sẽ dẫn cho đây nha. Bởi vì em đã liên hệ hồi nãy rồi. Có giúp được đó, bà đó, má đó, bà đây bắt kiến. Dạ, dạ. Đây, hoàn cảnh cũng rất là khó khăn nha cô dì chú bác ơi. Hiện tại thì cũng hoàn cảnh cũng rất khó khăn, thì ở anh này ở với người mẹ già đi làm phương xa đó để kiếm đồng tiền về lo cho mẹ già, không ai thì bị tai nạn rất là thương tâm nghe quý vị. Đây là nhà của anh. Anh nào quý vị, nhà cũng nhà lá quý vị, cũng rất là khổ luôn, thì đi làm để lo cho mẹ già. Hai cây chùm con vẫn được nữa. Cái néo không? Nè. Đóng em á, dặn em đóng á. Để tiếng nghe tiếng hỏi cô này chút xíu. Dạ, cô hỏi cô xíu nha. Dạ. Dạ, cô đó là con của cô hả? Dạ. Dạ, con trai út không hả cô? Dạ. Dạ, vậy là hai mẹ con ở chung nhà hả? Dạ. Còn ai nữa, ngoài ra còn ai nữa không? Còn mà con nó đi làm xa, nó không ở nhà, có dạ. Hai mẹ con đó đó. Dạ. Bệnh bị tiểu đường, bệnh bị lúng chân á. Dạ. Bệnh nó đi làm sao mà xe nó quẹt không? Dạ, dạ, dạ. Cô cố gắng cầm lòng xíu nha, cho con hỏi xíu nha. Dạ. Dạ. Thì con cô tên gì cô có thể nói? Nguyễn Văn Sơn. Nguyễn Văn Sơn hả? Dạ. Nguyễn Hoàng Sơn. Nguyễn Hoàng Sơn năm nay nhiêu tuổi cô? 37 rồi. À, vậy là anh Nguyễn Hoàng Sơn là làm để thu nhập chính trong gia đình mình luôn hả cô? Dạ dạ. Dạ. Có gì thì dạ cũng rất là thương nghe quý vị ơi. Thì có gì thì ngày mai con sẽ dẫn cái đoàn YouTube bên Sóc Trăng xuống dạ. Để quay dạ. Để hỗ trợ cho anh thêm chút phần nào nha cô. Dạ dạ dạ. Tại vì con bữa nay con cũng đi chuyển thông tin cho con quay cái video để con chuyển thông tin cho các anh em YouTuber từ Sóc Trăng xuống. Dạ. Dạ có gì. Mới đi chết mới về nữa đó. Dạ dạ. Dạ. Cô bệnh gì? Tiểu đường. Dạ. Tim đủ thứ hết trơn á. Tim. Dạ. Rồi cái gì?
bao tử á. Dạ dạ. Hành bao tử hành trời khổ lắm cậu dạ. ơi. Vậy là nhà là chỉ có hai mẹ con thôi hả con? Dạ. Dạ. Con thì đã làm xa xa con đâu ở nhà. Dạ. Rất là tội luôn nè quý vị. Thì đây là hoàn cảnh nhà của cô với anh Hoàng Sơn nè quý vị. Đó, nhà còn rất là nghèo luôn. Để Tiến đi quay phía xa để cho quý vị với bác cùng thấy được thấy nhiều hơn nha. Đây là phía xa nè quý vị. Có hai mẹ con già sống rồi thì anh Hoàng Sơn cũng đi làm từ phương xa để kiếm những cái đồng tiền để về để lo cho mẹ già mà không may thì bị tai nạn thương tâm gì đó. Thì gia đình cũng còn rất là khó khăn luôn. Hiện tại thì ở bên trong đang làm để liệm anh, để đưa anh vô bên trong quan tài. Thì bị xe cán nát hai cái giò luôn nha quý vị. Thì anh không may anh qua không khỏi thì anh đã qua xong rồi sẽ đưa xác anh thi thể anh từ ở Bình Dương về. Nó có lấy kéo nào không? Đâu rồi? Cái này gắn luôn chú. Tại thì mấy anh bên mai táng đang làm cái hàng để đưa xác anh vô bên trong. Nhà có hai mẹ con già nghe quý vị, thì bác thì cũng nghe nói là rất là nhiều bệnh. Anh cũng không có kinh phí để xây sở thường ngày đó, thì con trai bác cũng đi làm kiếm tiền để về lo cho mẹ già. Hôm nay thì bị tai nạn rất là thương tâm nghe quý vị. Đúng rồi, hai cái rồi. Đây là nhà của anh nha quý vị. Để Tiến quay xung quanh để quay cái khung cảnh nhà bên trong để cho các vị Mạnh Thường Quân và quý vị chú bác cùng trong miền đất nước cùng biết. Đây nè quý vị. Đây tấm hình của anh. Có hai mẹ con à quý vị ơi. Nhà các con là nghèo luôn nha quý vị. Thì ba bên hai bên hông là vách nhưng mà cũng đã lủng lỗ hết rồi. Sớm đợi chia buồn cũng rất là đông luôn quý vị. Lấy chứng từ bệnh viện gì để tao hát đâu đó. Để nó trăm ngày đốn nó. Nhà có hai mẹ con già quý vị thì cũng rất là thương luôn quý vị. Mẹ rất là người bác rất là già luôn.
còn thêm là bệnh tiểu đường với bệnh phổi, bệnh gan gì nữa. Hồi nãy tiếng có hỏi đó quý vị, cũng rất là thương xót luôn quý vị, những hoàn cảnh khó khăn như vậy. Mong được các mạnh thường quân ở trên mọi miền đất nước được chung tay góp sức để giúp đỡ cho bác chút ít nha quý vị. Kịp trước giờ đang lớn 5 giờ ăn.